làm hoặc là sắp tốt nghiệp thì và có thể là còn đang ngồi trong ghế nhà trường, thì Vân chỉ có một cái lời khuyên đối với các bạn là khi mà làm cái việc gì thì các bạn cũng đặt chất lượng của cái việc làm lên hàng đầu. Trong việc học cũng vậy, nếu mà ngồi trong lớp thì nên dành hết thời gian trong lớp cho việc học. Khi mà tham gia hoạt động cũng dành hết thời gian và tâm sức cho cái việc tham gia hoạt động. Nhất ở cái thái độ của các bạn làm sao mà cái thái độ các bạn trong công việc, dù các bạn có thành công hay thất bại, thì nó cũng phải hăm hở, đam mê và kiên trì như lúc các bạn mới ra trường. Thì nếu như cái thái độ đó các bạn lúc nào cũng có trong mình, thì dù công việc có khó khăn thì các bạn cũng sẽ thăng tiến được trong công việc của mình. Thường thì sinh viên thì quan trọng nhất là vẫn là việc học, và học ở đây là không phải là dạng là ở trên giảng đường, mà là học để phục vụ cho cái công việc mình lựa chọn trong tương lai là cái gì đó. Thì cái mình khuyên cho các bạn nhất là đừng có tự tin vào cái tấm bằng của mình, đừng có tự ti về tấm bằng của mình. Nó cũng là một câu chuyện tấm bằng, là đừng có tự tin quá, cũng đừng tự ti quá. Cái quan trọng nhất là mình phải biết được là khi mình nộp đơn xin việc cho một công ty thì mình cần phải biết rõ cái công việc đó cần đòi hỏi cái gì và mình đã chuẩn bị được cái gì sẵn sàng. Và một số cái lĩnh vực nghề nghiệp cũng như là một số kinh nghiệm của anh chị đi trước, và họ cách mà họ đã tham gia các hoạt động sinh viên của họ như thế nào, cách họ học tập, cách họ đã trải nghiệm cuộc sống của mình thời sinh viên như thế nào để họ có thể thành công như bây giờ. Em rất có được cho mình là một số những cái kinh nghiệm của anh chị đi trước, là họ có những cái quan điểm và những góc nhìn và những con đường họ đi khác nhau. Từ cái quan điểm góc nhìn con đường đó thì em có thể là đúc kết cho mình những cái gì riêng cho mình để em có thể phát triển bản thân mình sau này.